5 điều đặc biệt tốt mà một người ăn trứng mỗi ngày sở hữu. Thứ nhất, đó là khả năng phòng vệ, khả năng miễn dịch mạnh mẽ. So với những người không ăn trứng thì những người ăn một quả trứng mỗi ngày có khả năng phòng vệ miễn dịch mạnh mẽ hơn. Điều này là do lượng protein chất lượng cao có trong trứng. Thứ hai là giúp cho trí nhớ được tốt hơn. Đối với sinh viên hoặc là những nhân viên văn phòng thì việc mà chúng ta ăn trứng vào mỗi buổi sáng đó là một lựa chọn cực kỳ tốt. Bởi vì dinh dưỡng có trong trứng nó sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp cho não bộ chúng ta hoạt động tối ưu. Thứ ba là trẻ trung hơn. Ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ giúp tăng độ đàn hồi của da, giúp da săn chắc hơn và người đó sẽ trông trẻ trung hơn. Thứ tư đó là năng lượng hơn. Protein chất lượng cao có trong trứng đó là nguồn dinh dưỡng phong phú để giúp cho cơ thể chúng ta tràn đầy năng lượng và bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Cuối cùng đó là trứng giúp giảm cân. Trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo, giúp cho chúng ta no lâu hơn. Ngoài ra lượng lecithin có trong trứng nó có tác dụng là điều hòa cholesterol, cho nên nó sẽ giảm được mỡ máu và giảm được cân nặng.